Rồi các bạn, đây là cái làng mình mới vớt ra nè các bạn, mới để sáng nay mình vớt ra nè các bạn. Chỗ này hơn 20 con các bạn ơi, mình nãy đoán từng tầm 20 con nhưng mà chỗ này nhiều lắm, hơn 20 con á, thấy không, vớt hết rồi, vớt ra cho an tâm các bạn. Tại cá bố mẹ nó đẻ tiếp thì nó mình vớt ra nữa ha, chứ mình để trong hồ là một hồi nữa là cá bố mẹ nó đói là nó xử hết đàn con này, cho nên mình vớt ra luôn các bạn. Thì cái đàn hôm qua nè, cái đàn chiều hôm qua nè, quay hướng này cho các bạn dễ thấy nè, đàn chiều hôm qua vớt nè, thứ ba nè, nước nó hơi đục nhưng mà mình để đó cho nó vi sinh, nó sống nó tốt nè. Đó là thứ ba nè, cái này đàn thứ nhất nè, quay quậy nó tưởng cho nó ăn nó lại nè. Đàn thứ nhất nè, hơn 2 tháng nè, trong này có hai con của đàn thứ ba, cũng hơi nhỏ hơn, sáng cho nó ăn trùng với lăng quăng, con nào chịu ăn thì nó mau lớn các bạn. Đây cũng là đàn thứ ba nè, đây cũng là đàn thứ ba nè, thấy không, đã không, đây là đàn thứ hai nè. Đàn thứ hai so với đàn thứ ba nó không có lớn được bao nhiêu ha, có những con nó chịu ăn nó lớn hẳn mình thấy luôn á, thấy không, đàn thứ hai các bạn ha, đàn thứ hai vi sinh tốt không. Lần này đàn cá của mình nó tăng rất là nhiều á, nuôi nè. Đàn thứ tư, đàn thứ tư cũng là đàn thứ tư đây nha. Đó, rồi cập nhật vớt ra riêng cho các bạn xem, cá bố mẹ nằm trong đây.